các bạn cứ áp dụng lối chơi cách chơi này đi. Mình đảm bảo là nó sẽ lên rank cực kỳ nhanh, từ những cái bạn mới tập chơi hoặc là những bạn ở thần thoại rồi thì lên điểm nó cứ lên vù vù thôi, chơi không bao giờ bị mất điểm các bạn. Nói thẳng là như vậy. Ui, kêu này cực kỳ khó chịu nhá. Ui dồi ôi, hay không? Trời ơi, nhìn... ui, sướng chưa các bạn, sướng mắt chưa? Cái pha này. Ui dồi ôi, tuyệt vời lắm. Ulti của con Luigi. Quá là hay. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại làm một video mới. Thì cứ chủ nhật hàng tuần vào lúc 8 giờ thì mình sẽ cho ra video. Đấy, ở giai đoạn đầu mình không chọn cái gì. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái con chỉ huy Benny và cái nội tại thứ ba của nó. Ở giai đoạn đầu thì cứ lấy tạm mà thôi. Hôm nay mình sẽ chơi luôn, mình sẽ chơi bộ long tộc nha. Tại vì rất là nhiều người chơi bộ long tộc, với cả mọi người cũng một trận tầm 4-5 người chơi bộ long tộc, tại vì nó quá hot rồi. Với cả kết hợp với con chỉ huy Benny này, thì mình nói luôn là mình sẽ làm về bộ long tộc kết hợp với phương Bắc. Đấy. Và chơi lối chơi cách chơi như nào thì đây là mình cũng chia sẻ cái kinh nghiệm và cách chơi của mình thôi. Các bạn xem qua thấy video hay hoặc là ok thì bạn like giúp mình. Với cả có ý kiến gì đóng góp thì các bạn xem qua video rồi, có đoạn nào cần đóng góp ý kiến hoặc là muốn xây dựng ý kiến ấy thì các bạn comment xuống cho mình nhá. Rồi có long tộc thì mình lấy vào này. Ở giai đoạn đầu thì mình sẽ chỉ mình bán tinh linh nhá. Mình sử dụng con chỉ huy Benny này với cái nội tại thứ ba của nó thì có tác dụng rất là lớn. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái mình lấy hóa đá đi, không lấy tốc biến nhá. Lấy tốc biến cũng tốt nhưng mà mình lại sử dụng cái vòng này. Nhưng mình phải để tem bạn đi vào. Quên rồi. Cái bạn này cũng ấy luôn này, bạn này cũng bán máu luôn. Chắc là bạn cũng sử dụng chỉ huy Benny. Thì ở mục đích ban đầu lấy con Veil ấy, để tí nữa mình có con Luigi và cái con để con Veil này này, nó vừa mang tính chất đó là để thu hút đối phương bên bạn, với cả tính chất nữa là để tí nữa nó kích hoạt cái hệ phù thủy này, kết hợp với con Aldura đấy của bộ phương Bắc này, hoặc là cái con đây kết hợp với cái con Aldura này, hoặc là để tí nữa thấy sớm cái con Luigi đấy, thấy sớm con Luigi này để cũng nó kích hợp cái phù thủy, cái hệ phù thủy vào nữa. Đây có cái con Tử Long mình lấy vào nhá. Mình vẫn bán máu giai đoạn đầu, mình vẫn bán máu như vậy. Đây các bạn có thể áp dụng lối chơi như này, được một con này, được hai con này, bán đi, bán con Edura đi, cứ kết hợp lối chơi như vậy. Vậy nha, mình cũng test thử từ hôm qua đến giờ rồi, cũng vài trận, trận thì top 4, trận thì top 1, trận top 2, nói chung là cũng một phần do nhân phẩm nữa. Với cả chơi thì các bạn cũng chỉ nên chơi vài trận rồi xong nghỉ, chơi nhiều nó đau mắt. Với cả mình sẽ không tập trung tỉnh táo được. Đấy, chơi vài trận nghỉ, mỗi ngày chơi vài trận kiểu gì cũng lên thần thoại cực kỳ nhanh. Nếu mà áp dụng lối chơi như này, các bạn sử dụng con chỉ huy Veil mình lấy vào nhé. Áp dụng cái lối chơi như này thì chắc chắn là các bạn sẽ lên danh thần thoại cực kỳ nhanh và leo danh thần thoại ở cái cỡ 1-2 nghìn điểm thì chắc chỉ tầm vài hôm thôi. Thật sự là như vậy. Còn hôm nay mình làm cái bộ này thì mình thấy rất là nhiều người chơi bộ long tộc. Trong trận đấu 4-5 người tranh nhau chơi thì phải chơi như nào cho hiệu quả, thì mình thấy cách chơi này nó cũng ok. Nên mình sẽ làm video, các bạn về theo dõi kỹ nhá. Chỉ để giành con Veil này. Đấy, hoặc là các bạn ban đầu thì cứ có long tộc thì lấy vào, có Veil thì lấy vào Veil 2 sao thôi, hoặc lấy một con đấu sĩ nữa. Đấy tùy. Nhưng mà trận này mình thấy hơi hiếm. Rồi xong rồi, toang rồi. Rồi mình lấy cái gậy như ý nhá. Trận này chơi long tộc mà nếu mà có con Luigi thì mình sẽ nghiêng về lấy con Luigi ngay. Đấy nhưng mà không có, rồi không có thôi. Nếu mà các bạn ở giai đoạn đầu có, các bạn lấy, hăng lấy, hay lấy luôn cho mình nhá. Và sau cái mở đợt mở hộp vận mệnh này, các bạn mở slot lên luôn nhá, không cần phải giữ hai vào đâu. Đấy, và các bạn sắp xếp như này. Đây có Veil, có hàng Nga này, các bạn cho con hàng Nga vào. Rồi ok, có con Akai, để nguyên như vậy thôi. Và luôn giữ lại tức 20 vàng nhá. Để mình sẽ nâng slot dần dần lên. Và kết hợp, và đúng rồi, nâng slot dần dần lên thôi. Ui, lấy được con Luigi, quá lãi. Chào mừng bạn Luigi đã về với đội của mình. Đây, tuy mình bán máu mình cảm giác bị thua như vậy thôi, nhưng mà chơi bộ long tộc thì khi lên đủ 6 long tộc các bạn không phải lo. Các bạn cứ áp dụng cái lối chơi như này đi, không phải sợ đâu. Lấy tạm con Matisse và con đấu sĩ nào vào cũng được, để kích hoạt sớm bộ đấu sĩ mà. Có Phước Bắc lấy con Feral nhá. Cứ kết hợp và đánh từ từ cho mình như vậy, để không lo bị toang sớm đâu, mình khẳng định như thế. Đây, lấy vào như này này. Lấy vào, rồi không kịp. Cứ như thế thôi. Đấy, các bạn cứ nâng dần lên như thế. Tí nữa mình còn bộ Phương Bắc thì có Phương Bắc thì lấy vào nhá. Thiếu con mập kia nữa, với cái thiếu con Aurora nữa. Ui, Luigi mà nó mà kéo về được vào cái vòng này thì sướng. Kéo vào được cái vòng này thì sướng. Cái ulti ấy, nhưng mà không có. Đây mình thấy cái tác dụng của Luigi nó kết hợp với cái con Benny là như vậy. Các bạn cứ kết hợp cái lối chơi và áp dụng lối chơi như này đi. 10 trận thì kiểu gì cũng tầm 70%, có nghĩa 7-6-7 trận các bạn sẽ đứng top 1-2-3-4. Đen đuổi quá hoặc nhiều người chơi quá thì số các bạn đen thì mới bị top cuối thôi. Còn lại các bạn cứ kết hợp. Và sau cái đợt tân quái này các bạn sẽ mở sau tân quái này nha, các bạn lại mở slot nha. Nhưng bây giờ mình không mở, mình lại roll tiếp. Luigi lên luôn này, 2 sao luôn này, cực kỳ ngon luôn các bạn. Cực kỳ ngon luôn. Rồi, lấy tạm con Matisse vào. Và con Tử Long để nguyên như vậy. Thế là ok rồi đấy. Ô, nãy giờ mày nói lấy đồ cho Luigi.
lấy đồ này cho con Aluka đi. À vậy, lấy đồ rồi lấy thiết bị nhân bản nhá. Và mình sẽ lấy quyền trượng mùa đông, mình sẽ dồn hết đồ cho con Luigi các bạn. Rồi, và sau tuần này mình lại mở slot tiếp. Đấy, và mọi người cho mình sẽ bỏ cái con hàng Nga ra nhá. Và nhập và kích hoạt đủ cho nó cái bộ đấu sĩ. Bộ đấu sĩ nó cũng rất là quan trọng đấy. Và các bạn cứ sắp xếp như vậy thôi. Nhân bản thiết bị này để tí nữa mình nhân bản con Linh hoặc con Uzong ra. Các bạn đừng vội dùng. Hoặc tí nữa lên được Fera 3 sao thì nhân bản nó ra. Đừng nhân bản mấy con ít vàng nó phí ra. Được chưa? Aluka mình bán đi nhá. Đấy, và các bạn cứ chơi nâng dần dần như vậy thôi. Đây là lối chơi cách chơi nếu mà các bạn của mình thôi. Nếu mà các bạn chơi áp dụng số các bạn mà nhỏ quá thì bị toang sớm thì cũng đừng trách mình nhá, xong lại vào chửi xong rồi. Xong ấn đi like, khổ thân. Rồi, lại đồn tiếp nha mọi người nhá, cứ đồn tiếp cho mình. Tí nữa lên được AK này. Rồi, lấy phát cô về. Đây, cứ chơi dần dần như vậy. Nhân phẩm các bạn tốt thì không phải lo. Nay vừa bảo để phí nhưng mà thôi mình sẽ phải nâng AK lên để lấy cái slot, lấy slot đây. Để con hàng Nga vậy đã. Cũng được, lấy cái con AK lên sớm 3 sao thì để nó làm tanh tí nữa mình sẽ phải mang nó lên trên. Ủa rồi sao kéo vào cái vòng này nè, mình cần lui đi kéo vào cái vòng này. Ui, sát thủ à? Bạn Thiết này chơi sát thủ, 6 sát thủ này, 6 sát thủ này, 6 sát thủ nhưng toàn những cái con nói chung là chưa có đồ. Vẫn thua mình. Long tộc nó khỏe thực sự thế. Đáng lẽ tuần này mình tính là làm video về cái bộ Fera đấy mà. Bộ sát thủ nó mà được 1-2 con lên 3 sao nó bắn thì rát cực kỳ. Nhưng mà mình nghĩ lại nên là thôi cứ lên làm cái bộ long tộc này đi. Tại vì nhiều người chơi quá, nhiều người chơi long tộc quá, với cả mình phải làm cái chia sẻ cái lối chơi của mình để cho các bạn áp dụng vào dễ dàng leo danh thần thoại. Các bạn cứ áp dụng lối chơi cách chơi này đi, mình đảm bảo là nó sẽ lên danh cực kỳ nhanh. Từ những cái bạn mới tập chơi hoặc là những bạn ở thần thoại rồi thì lên điểm nó cứ lên vù vù thôi, chơi không bao giờ bị mất điểm các bạn, nói thẳng là như vậy. Uầy, nhưng mà Penny là nó đang hot mà, cực kỳ hot mà. Không phải là mình chơi cái bộ này, mình chơi test từ hôm qua đến giờ rồi và cái lối chơi của mình cách chơi là như vậy thì các bạn không cứ áp dụng từ từ thôi. Nhớ là phải đủ đấu sĩ vào. Đây, tí nữa chắc là mình bán con Matisse thôi. Và cái cách roll với cả cái mở slot thì các bạn cứ mở như vậy. Sau tuần này mình lại mở slot tiếp này. Cũng không cần phải nói kỹ càng nhiều, mình lấy cái mũ vệ thần bầu trời này nhá. Cũng không phải tìm hiểu sâu xa nhiều, các bạn cứ áp dụng như này, kể cả những bạn mới chơi ấy, cứ áp dụng và làm theo như này thôi. Nên yên tâm là không phải lo lắng vấn đề gì cả các bạn. Mình sẽ thôi tí nữa bán con Matisse xong, mở slot nhá. Và các bạn roll nhẹ để 10 vàng được. Luigi phải lấy về, tại vì mọi người tranh nhau Luigi ghê lắm. Nói thẳng là thế, nên mình phải lấy về. Các bạn phải lấy về nhá. Rồi, cái con Veil này tác dụng từ đầu lấy về là để nó kích hoạt cái hệ phù thủy thôi. Tí nữa mọi người có con Aurora của bộ phương Bắc này thì mình sẽ cho đủ bộ phương Bắc vào. Đấy. Và sắp xếp đội hình cứ sắp xếp như này nhá. Ủa con Luigi nó lại không kéo vào được cái vòng này lần nào, phí thật. Mong về sau nó sẽ kéo được. Thua cũng được, thua bộ phép. Bộ phép được cũng cực kỳ khỏe, mình lại cũng chưa làm về bộ phép. Sát thủ mình cũng làm rồi. Thì mỗi tuần đến đoạn này thì mình lại quảng cáo đi, mỗi tuần mình có ra một video thôi. Và hôm chủ nhật đấy các bạn nhớ vào xem giúp mình nhá. Đấy, đủ rông rồi. Và ấn bạn nào chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh giúp mình. Nhớ like kênh giúp mình nhá. Đây, cảm ơn các bạn nhiều. Còn sắp xếp đội hình thì thôi cho cái con AK lên đầu như này một tí đi. Đấy, quan quẻ vào đây. Lấy đồ cho AK đi. AK này, tạo cho AK này đã. Còn Luigi thì để nó một đồ này thôi, bên trước mùa đông này thôi. Vào. Đấy, được cái con mập rồi, được con Fanco này, con mập này. Kéo Luigi ulti nào, ulti cái nào, ulti rồi nhỉ, ulti vào đây thôi nào, vào cái giữa này nào. Quá là phí. Rồi, ok, thắng được không? Thắng. Nếu mà được con Mia nó mất được đứng bắn thì mình chắc chắn sẽ thua. Nhưng mà nhờ cái con Luigi, cái ulti này. Đấy, và kết hợp với cái nội tại thứ ba của Benny thì mình mới bảo là các bạn cứ áp dụng lối chơi cách chơi này đi. Và yên tâm là các bạn sẽ thấy cực kỳ là hiệu quả. Và sau đợt tân quái này mình lại mở slot tiếp nha các bạn nhé. Mọi người cứ phải chơi như vậy để giữ máu. Để giữ máu. Nãy mình ăn được cái bạn đứng đầu bạn Thiết này rồi phải không? Thì khi mà mình lên đủ 6 long tộc thì không có nghĩa là mình sẽ thua. Các bạn để ý xem, cũng có một bạn August này, bạn chơi long tộc nhưng mà chơi như bạn này, cái lối chơi như bạn này thì chắc chắn là sẽ toang sớm. Đấy, bạn còn mỗi đây, cứ lấy về bao nhiêu quân để dành như này, slot không chịu mở thì các bạn thấy người ta chơi hiệu quả nhưng mà mình không chơi hiệu quả phải không? Các bạn cứ bảo nhân phẩm nhưng mà cũng phải có lối chơi cách chơi nó đúng và hợp lý nữa. Đây, pha lê long tộc thì tội gì không lấy cho con Fera nhá mọi người nhá. Lấy cho con Fera và mọi người lấy cái bùa mê hoặc nữa. Dồn đồ cho con Luigi này. Sau mình đã nói phải không? Sau mở tân quái thì mình sẽ phải mở slot 6 long tộc phải không? Đấy, ngọc long tộc cho con luôn. Rồi mình nghĩ là mình sẽ cho con hàng Nga, mình sẽ bán con hàng Nga đi mọi người. Tại vì sao thì mình nói đơn giản này thôi, tại vì con Luigi này, à không phải, con Uzong này nó sẽ cực kỳ là mạnh hơn. Nó cực kỳ mạnh nhá. Đấy. Nó cực kỳ mạnh. Bây giờ ấy, mình sẽ mở được slot. Bây giờ là tỷ lệ xuất hiện của con
xem tỷ lệ sát à dữ liệu sát thương đấy, Luigi gây ra với Uzong gây ra cực nhiều. Giờ lên 6 long tộc thì không phải ngại nữa, mình lấy con nguyên khỏe về nhá. Bây giờ tỷ lệ những con 4 vàng nó đã xuất hiện là 25%, mà cái bộ phương Bắc thì cái con Aurora này mai chưa lại ra phải không? Có con Aurora này mình roll được thì mình sẽ thay luôn cái con Veil này luôn. Đấy, cái tác dụng của lấy con Veil giai đoạn đầu là như thế nhá. Và giữ mọi người giữ 22 vàng này thôi. Nếu mà mọi người còn giai đoạn này mà còn ít máu thì nên roll hết nhá. Lên được con Uzong rồi này, 2 sao thì càng tốt. Khi nó lên được 2 sao thì mình sẽ dồn hết đồ cho nó, nhưng mà hiện tại nó chưa lên được. Đấy, hoặc là có bộ phương Bắc thì mọi người nên lấy bộ phương Bắc vào sớm nhá. Đấy là lời khuyên của mình. Luigi ui. Nhưng mà nó lại không kéo được cái vòng này là ấy. Trời ơi, hay đấy. Luigi của mình, Luigi kéo đi. Kéo kéo cái nữa nào, kéo con Luzong về. Trời ạ. Thôi dù sao cũng được một con mập cũng được rồi. Ui mình đây, nhân bản của mình cũng đánh bại cái bạn Lâm HT02 này luôn này. Bạn Lâm HT02 bạn này cũng bạn này đi rồi này. Mình sẽ roll tiếp nhá. Và tuần sau thì mình sẽ mở slot các bạn. Ôi giời ơi, cái con Aurora này. Roll nhẹ cái nữa, không được này. Roll cái nữa, không được. Thôi, mình lấy con mập và thay con Martin nhá, vì mập cũng lên 2 sao rồi. Để mập trời ơi, tí nữa lấy con mập ra. Lấy con mập ra góc này này để nó kéo, nhưng mà mai chưa lấy con đủ con Aurora để thay cái con Veil. Ui. Trời ơi, khỏe thế. Ôi giời ơi. Cái bộ phép mình ghét. À vẫn ăn được các bạn. Mình tưởng đi rồi. Cái cần tìm à, Luigi à. Đây là cái lối chơi và cách chơi bộ long tộc khi kết hợp với chỉ huy Benny. Các bạn theo dõi hết video cho mình hoặc là theo dõi đến đoạn này thấy hay thì like cho mình. Không biết video mình có được top 1 không nữa. Lấy cái gia tăng chí mạng này, lấy chiến dìu này. Chiến dìu vào tí nữa mình sẽ dồn đồ cho Fera. Nhưng mà mãi chưa, mình mở slot nhá. À chưa. Mở đi các bạn. Lấy tặng con rắc nào. Lấy tạm vào rồi, biết làm nào. Tại vì như này nhá, bây giờ mình sẽ dồn hết đồ cho con Fera này. Dồn hết đồ Fera này, Fera lên trên này để đánh đi. Con mập mang ra đây. Đây các bạn cứ sắp xem này. Mãi chưa thấy con Aurora về nhỉ, phí thật. Aurora về nó kết hợp luôn được bộ phương Bắc trời ạ. Sao cũng kéo vào giúp cho mình. Các bạn phá game này, bạn 6 đấu sĩ toang rồi, bạn đi rồi. 6 đấu sĩ phải con Fera 3 sao thì nó mới cân team được. Còn không có Fera 3 sao là chỉ có thua nhá. Đấy, giống như cái video mình làm trước ấy, về bộ 6 đấu sĩ ấy. Cái đấy chơi cực kỳ nhàn luôn, nhưng mà nó cũng trận được trận không ấy, không phải trận nào cũng phải được hết đâu. Có con Linh này, Linh đưa lấy vào thay cho con. Tí nữa mình sẽ lấy Linh nhá, Linh được lên 2 sao thì mình sẽ lấy thay cho quanh quẹn. Linh cực kỳ là khỏe. Còn có Triệu Vân không thay được rồi, Triệu Vân mình phải để như vậy. Triệu Vân để còn kết hợp cái bộ đấu sĩ chứ. Đây, giai đoạn đầu mình sống sót được là nhờ cái bộ ba con đấu sĩ, có ba đấu sĩ đấy. Nên các bạn phải nhớ cái chỗ đấu sĩ này. Ui dồi ôi, có một, cũng có một, hai. Hai bạn này cũng chơi phương Bắc rồi. Mình chắc thắng rồi, thắng bạn Thiên này rồi nhá. Ui, mình thua à? À mình thắng rồi. Đấy, 6, công nhận là đẹp thật. 6 sát thủ với 6 giác đấu này. Cực kỳ đẹp, nhưng mà toàn những cái con 1, những cái con 1 sao, 2 sao thì không ăn thua lắm. Bây giờ mình xem con Aurora này. Aurora đây 3 con rồi. Bạn Thiên này nữa. Bạn Thiên có con Aurora này không? Aurora bạn đã lấy 3 con. Mình chưa có con nào luôn. Aurora những cái con 4 vàng này. Aurora những con có tận 13 con cơ mà. Sao lại mình luôn mãi không ra ấy. Phí thật. Những cái con 4 vàng là nó 13 con, những con 9 vàng là nó sẽ những con 5 vàng nó còn 9 con, ví dụ những con 4 vàng này. Con 5 vàng ví dụ Gatoka nó sẽ có 9 con này. Aurora này nó sẽ có 13 con nhưng mà roll mãi chưa ra. Mình sẽ lấy cái nhân bản thiết bị nhá. Ôi quên lấy con Linh, vừa nãy mãi nói chuyện. Trời ạ. À. Lấy gương hoàng kim nhá, dồn hết đồ cho con Fera đi. À không được, thế thôi. Thế thì dồn đồ cho con Aurora này. Bây giờ nhiệm vụ của mình roll, các bạn cứ sắp xếp như thế đi. Kệ nó. Và mình sẽ nhân bản con, bây giờ mình sẽ dồn đồ cho con, không lấy cho Luigi nữa. Để cho con Uzong này, được rồi. Sắp xếp như thế cũng được. Mãi chờ con Aurora về thay cho con Veil này, cực kỳ khó chịu nhá. Ôi dồi ôi, hay không? Trời ơi, nhìn, ui. Trời ơi, nhìn, ui. Sướng chưa các bạn, sướng chưa, sướng mắt chưa, cái pha này. Ôi dồi ôi, tuyệt vời lắm, ulti của con Luigi. Quá là hay. Trời ạ, thế là mình win rồi. Triệu Vân mình bán đi, không lấy nữa các bạn. Lấy con này về, lấy hai con này về. Ui tuyệt vời không? Pha này tí nữa mình sẽ để lên đầu làm highlight. Đấy các bạn thấy nó cái bá đạo của nó là như thế nhá. Cái sự kết hợp bá đạo của con Luigi với cái vòng của Benny này, nó là bá đạo như thế đấy. Nó sự bá đạo như này. Bây giờ làm gì nữa? Được rồi. Mình sẽ bán tạm. Mình cũng không quan quả này cũng không lên được. Rồi được rồi. Sao xem như này nhá mọi người nhá. Lấy Luigi về. Rắc lên 2 này. Rồi. Để vàng đấy. Các bạn thấy chơi nó nhàn không? Quá là nhàn phải không? Lại đợi xem phao có pha kéo về cực kỳ hay ho của cái con ui. Ui mình không thể thua được đâu các bạn. Long tộc quá là bá rồi, mình khẳng định thế. Đấy là lối chơi và cách chơi long tộc
các bạn. Với cả một cũng một phần là phải công nhận là cũng phải nhân phẩm nữa. Nhưng mà rồi Luigi lên 2 đây. Nhưng mà nhân phẩm gì thì nhân phẩm các bạn cũng phải. Fera lên 4 được. Đây giờ mình roll này. Còn Linh này, Linh bây giờ thay cho con quen quẻ nhá. Mình sẽ bán quen quẻ đi. Đấy. Bây giờ chỉ lên con Aurora 3. Các bạn cứ sắp xếp này đi, chả cần phải sắp xếp gì nhiều. Như này mình không thể thua được mọi người ạ. Không thể thua được. 6 sát thủ với 6 tác đấu cũng thế thôi, chắc chắn thôi. Đây, bây giờ xem thôi, mình chả cần roll nữa, bán đi này. Không thể thua được. Mình khẳng định như thế, các bạn nhìn tem mình mỏng này thôi nhưng mà cực kỳ là ghê gớm đấy, thấy chưa? Rồi, thế là mình đã được top 1 rồi nhá. Đấy là mình chia sẻ về lối chơi và cách chơi của cái con cách chơi bộ long tộc, tại vì cũng nhiều người chơi. Đấy, và mình sử dụng cái nội tại thứ 3 của nó. Các bạn có thể áp dụng từ đầu đến cuối. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ xem qua thì like giúp mình nhé. Với cả chưa được chỗ nào thì các bạn chưa được chỗ nào ấy thì các bạn nhớ comment xuống bên dưới, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ấn đăng ký và bật chuông nhé để theo dõi kênh mình sẽ ra vào video vào tối chủ nhật hàng tuần. Đấy, chào các bạn nhé. Hẹn các bạn ở những video sau. Bye bye. Bye bye nhé.